Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn phiên bản 1.0.3 được cập nhật từ ngày 9/10/2023 của Add-in Builder TV. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hai cái tính năng mới, đó là cái thêm và xóa hàm row. Thì tính năng như sau. Ở đây thì mình đang có một cái cột thành tiền như thế này. Và cái công thức của nó thì đang bằng là cột khối lượng nhân đơn giá. Và mình sẽ muốn chèn một cái hàm row vào tất cả các cái ô này. Thì mình làm như sau: mình sẽ chọn vào thêm hàm row, chọn vùng muốn thêm hàm row, và mình sẽ quét chọn khu vực này, sau đó ta ấn OK. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nhập ở cái thông số là 5 digits, tức là cái số thập phân mà bạn muốn làm tròn trong hàm row, thì mình sẽ nhập là 0. Đó. Thì các bạn đã thấy này, nó đã thêm cho chúng ta là hàm row vào đây. Mình sẽ zoom lên nhé. Đó. Tất cả các công thức đều được thêm hàm row. Cái này thì sẽ áp dụng cho các bạn nào mà làm về hợp đồng hoặc là thanh quyết toán, thì các bạn thường hay gặp là một số bên, ví dụ như là bên kho bạc hoặc là một số bên kế toán, thì họ sẽ khi chúng ta in bản cứng ra thì họ sẽ lấy luôn cái máy tính bỏ túi, cái máy tính Casio, và họ sẽ bấm luôn khối lượng và đơn giá. Nếu mà trong cái khối lượng này nó lẻ nhiều, đằng sau cái dấu ví dụ 228 này, mà đằng sau cái số này nó còn rất nhiều số thập phân đấy, ví dụ như này, thì khi chúng ta mà 228 mình nhân ra nó sẽ không ra số này, ví dụ thế. Hoặc là cái phép tính này của chúng ta nó có rất nhiều cái đuôi đằng sau, thì cái số thành tiền ở đây nó sẽ không không được chuẩn, vì vậy chúng ta sẽ phải thêm cái hàm này vào. Và trước đây thì chúng ta lại quên không thêm vào ngay từ công thức ban đầu, thì cái công tác này sẽ làm cho chúng ta thao tác được nhanh hơn. Hoặc là ví dụ như ở bên khối lượng này cũng thế, khối lượng này thì đang được link sang bên này. Tuy nhiên bây giờ chúng ta mà bằng công thức, ví dụ chúng ta bằng công thức row ở đây, sau đó chúng ta nhập vào ví dụ như là 3, mình lấy tròn 3 giây phân, thì chúng ta cũng không thể nào mà kéo xuống đây được, rồi kéo thì nó sẽ không chính xác nữa. Vì vậy thì chúng ta sẽ phải là dùng cái tính năng này của Builder TV, chúng ta sẽ chọn vào cái thêm hàm row, sau đó chọn vùng thêm hàm row, ấn OK. Ở đây thì khối lượng mình sẽ lấy làm tròn tới 3 dấu. Sau số thập phân thì mình sẽ xem số 3 vào đây. Đó. Thì tất cả các cái phần khối lượng này đã được thêm công thức row. Và nếu muốn xóa cái hàm row này đi, undo lại thao tác vừa rồi, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ ấn vào phần xóa hàm row, sau đó chúng ta sẽ chọn vùng xóa, sau đó ấn OK. Đó, thì các bạn thấy đây, cột khối lượng của chúng ta sẽ được bỏ cái hàm row đi. Mình sẽ lại ví dụ sang cột thành tiền đi nhé. Xóa hàm row. Đó. Thì cái công thức của chúng ta nó sẽ đơn giản về như ban đầu. Đó là cái tính năng mình mới thêm vào cái add-in Builder TV phiên bản cập nhật đến ngày 9/10/2023 là phiên bản 1.0.3, tính năng thêm hàm row và xóa hàm row. Phần bảng tính khối lượng ở đây thì mình đã đổi tên thành hỗ trợ xây dựng cho anh em làm xây dựng. Còn đâu một cái tính năng nữa được update từ phiên bản trước, phiên bản 1.0.2, nhưng mà tuy nhiên thì trong video lần trước thì mình chưa đề cập đến, thì hôm nay mình cũng cũng giới thiệu với các bạn luôn, đó là cái tính năng tạo một cái mã QR code đấy ạ. Thì bạn sẽ dùng hàm như sau: HT. Đó. Khi các bạn gõ HT thì nó sẽ hiện luôn gợi ý cho chúng ta là HT QR code. Mình ấn tab, và ví dụ mình ấn chữ tổng hạng mục này chẳng hạn. Sau đó thì chúng ta ấn Enter. Đó. Thì mình sẽ được một cái ảnh QR code, và khi mà các bạn dùng điện thoại ấy, các bạn quét vào cái QR code này thì nó sẽ ra chữ tổng hạng mục ở trên điện thoại. Đó, đây là một cái tính năng vui vẻ thêm vào cho cái add-in của chúng ta. Đó, mình sẽ thử lại một cái khác nhé. HT này, QR code này.
Đấy, ví dụ mình sẽ lấy cái dòng B15 là vận chuyển này. Rồi ta ấn Enter. Do là cái hàm này nó cũng tương đối là nặng bởi vì nó sử dụng offline. Tức là không cần mạng. Không cần mạng chúng ta cũng có thể tạo cái QR code này nên là nó phải chạy mất một lúc, cũng phụ thuộc vào cái cấu hình máy tính của các bạn nữa. Khi mà chúng ta kéo các cái ô này ra nhé, nó to ra thì cái hình này nó không không tự to ra theo mà chúng ta sẽ phải nhập lại cái công thức này. Ví dụ như là mình ấn vào đây chẳng hạn. Mình sẽ ấn vào B14 nhé. Ấn Enter. Đó, khi đó thì nó sẽ tự tự kéo to cái hình ra cho vừa cái ô này của mình. Đó. Còn nó khi mà chúng ta mà đã xong hàm rồi thì chúng ta kéo ô này thì nó sẽ không tự to nhỏ lại được. Về cái Add-in Builder TV này, khi các bạn muốn nâng cấp lên phiên bản mới nhất thì các bạn hãy vào cái mục About này. Sau đó chúng ta sẽ vào cái phần website này. Thì ở đây sẽ là cái link tải về cái, đây sẽ là link tải về cái phiên bản mới nhất. Ngoài ra thì các bạn có thể vào cái mục Older Versions này để xem các phiên bản cũ hơn và lịch sử nhật ký thay đổi của Add-in Builder TV. Đó. Về cái đường nếu các bạn chưa tải về dùng lần nào thì chúng ta hãy truy cập vào cái đường link này. Hoàng Tuấn chân nét gạch chéo Builder TV. Cái đường link này thì mình sẽ để ở trong phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.